Rồi, đám Ngầm xin chào lại mình nha. Thì clip này Ngầm sẽ chia sẻ cách chơi, nhảy lắc các bạn ha. Rồi, thì biết gì nói đó nha các bạn ơi. Trong này những lúc đi câu thì mình không có chia sẻ cho các bạn nhiều được. Thì nếu mà đi câu mà mình cầm lên mình nói này nói nọ thì clip nó dài dòng và nó không thích cho những người ta thích xem câu. Còn các bạn mới thì các bạn cần những clip mà review như thế này nè. Nói về cái sản phẩm như con nhái này nè, và cách câu, cách chơi, cách cắt cục này nọ, cố này nọ rồi đó ha. Rồi, rất cần thiết cho anh em. Còn như mấy con này thì 190. Mấy con này kiểu như cái dạng cao cấp hơn đó. Nhưng không phải vì nó mắc tiền là hiệu quả hơn nghe đâu nha các bạn. Nói chung là nó cũng hiệu quả cá thì cũng như nhau thôi, chứ không phải đồ mắc tiền là hiệu quả hơn đâu. Thì in gần hiệu quả là in gần cái con nào in gần về test hiệu quả, đó mới là hiệu quả đó. Tức là chia sẻ đến em là những con còn hiệu quả, chứ những con mà về mà chơi không được đó. Chơi không được, cá nó không ăn hoặc là đánh chảy nhiều quá này nọ thì không bao giờ in gần lấy chia sẻ với anh em đó. Mặc dù mấy những con đó người ta chào hàng in gần cái giá rất là mềm và bán rất là lời, nhưng mà không bao giờ lấy. Chẳng thà bán những con ok tốt mình ăn phần trăm thôi đó, mình chơi là mình chia sẻ đến anh em đó, là mong anh em đạt hiệu quả như mình chơi vậy đó. Mình rất là vui chứ không muốn gì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm. Rồi cho chủ đề nha các bạn ơi, nhảy nhảy thì nó sẽ nhảy cảm giác như là nhảy lật nghe tiếng chóc chắc. Còn nhảy lắc thì nó bơi, nó sẽ lắc qua lại. Nó nhảy thì nghe tiếng chóc chắc. Lắc thì nghe tiếng bùm bùm gì đó. Còn nhảy lắc thì nó sẽ lắc qua lại gì đó. Thì hai con nào cũng được cúng nước hết luôn, mà con này nghe tiếng sẽ chóc chắc. Con này nghe tiếng bùm bùm. Đặc biệt nhảy lắc thì nó sẽ có cái lằn bọt nhiều hơn nhảy đó. Còn nhảy lắc thì nó sẽ thu hút những con cá to nhiều hơn đó. Thu hút những con cá to nhiều hơn đó. Nhưng mà những cá nhỏ cá nhát thì nhiều khi nó sợ đó. Còn nhá nhảy thì cá nhỏ cá to gì nó cũng đều ok hết. Nhưng mà đặc biệt về độ dính Hugo thì nhảy lắc nó sẽ dính cao hơn. Rồi còn về các bạn về kéo rồi về còn về các bạn muốn đi hết sành nó đẹp á. Thì trước tiên con nhái này nó sẽ dễ ra sành đó. Thì làm việc con nào dính gần thì lấy tép dễ ra sành để chia sẻ cho anh em. Dạ các bạn kéo hơi lẹ hơn nha, chứ không phải kéo bị về như nhái hơi nha. Kéo hơi lẹ tay hơn để cho nó búng nước lên đó, nó nhảy búng nước lên đó. Nhà mình quay đều tay cho nó búng đều hết luôn đó. Mấy con nhảy với lắc thì khó đi dắt sành hơn nha các bạn. Còn nhảy hơi các bạn kéo làm sao, các bạn kéo nè, kéo nhanh quá kéo càng lại thế này gì cũng được. Còn con nhảy nhảy lắc là phải kéo một cái đường cho ếch xanh nó đi đều và đẹp hết nha, chứ không kiểu uốn éo được nhảy hơi đâu. Đó. Nhảy nó lắc rồi vậy các bạn kéo một đường, một tạo xanh đều một đường một đó. Phải tạo nó nhảy nghe một cái tiếng âm thanh đều và bọt nước phải cuốn đều đó, thì mới thu hút con cá tốt được nha, chứ không phải dục ra bạn quay về rồi nó kéo thêm một lần nữa như là mình quăng khúc cây mình kéo một viên đường vậy. Ông nội cá lóc ra nó thấy gì nó hết hồn, nó quảng chua trốn nha. Mình phải làm thà chấm chụp chứ đừng làm chấm chốt đó. Rồi những con như thế này các bạn quăng, nếu các bạn chỗ đó bờ hay bụi cỏ vậy các bạn quăng lên đó trước, các bạn quăng lên ví dụ như đây bụi, đây là cái bờ hay bụi cỏ vậy, quăng đây đó chứ đừng quăng nó cái chủng nhiều khi nó sợ. Quăng đây cấm đồng nhảy xuống kéo liền cho nó nhảy liền một lần đều luôn. Đó, nó lại cái như con nhái nó nhảy hoặc con côn trùng gì nhảy đạch trong chấu vậy, thì phóng cứ nhảy đạch phái. Chứ khi các bạn chọi xuống nước coi chọn cái đùng cái nó chìm ngủng xuống dưới, các bạn kéo lê kéo đều đường một cá lóc thấy quảng hồn trốn luôn. Bởi vì có mấy con này đòi hỏi kỹ thuật phải cao hơn. Mình quăng con mồi vừa dù đây mặt nước ha, mình đây mặt nước. Mình quăng con mồi nè. Mình quăng con mồi vừa chạm vào nước là quay vô liền. Ý tức là các bạn quăng làm sao mà mồi vừa đáp vào nước là bạn kéo liền, là bắt đầu từ đó sẽ nhảy luôn, chứ không phải quăng cái chủng cho nó chìm nha. Cái đó là các bạn khó ra thanh hơn lắm.
với nó gà xanh nó phải mất khoảng chừng 1 mét nó mới nhảy lên gà xanh này. Khi kiểu đó cái lóc nó sợ, vừa đặt cái mặt nước kéo luôn là nhảy luôn, bắt đầu đá xuống lại kéo nhẹ luôn, chứ phải bằng cái ủng cái chủng cái đầu nhái chìm dưới mà kéo nhỏ mới ngóc lên cái bắt đầu cái vàng lông này nó thấm ướt nhẹ kéo một đường, một cái đường thẳng không chứ không ra cái phun nước vậy. Cái đó cái lóc dễ sợ đó các bạn, vậy bạn quăng vài lần mà bạn rút nghiệm được à, quăng vài lần là nó giá xanh đẹp, các bạn rút nghiệm mà kéo đều tay đó. Kéo đều tay quăng vài quăng phải biết cách quăng cho nó hợp lý, chứ đừng quăng đùng đùng có cái bờ thì quăng lên bờ cho phóng xuống kéo luôn, rồi còn cái đó không có bờ có nước ao trống này nọ nhiều, quăng canh đế nhái nó vừa gần chạm nước là kéo liền tăng liền, bắt đầu nhái từ đó rồi, nhái từ đó là nó nổi bún luôn đó. Còn khi con cá táp, con cá táp thì nó sẽ gì táp chúng mình sẽ gì rồi cái đầu cận của bạn xuống nặng liền đó. Rồi là đóng gịch xuống là đóng gịch xuống mà thường thường nó táp nó gịch xuống là nó sắc lưỡi nè, các bạn nghĩ quay nhẹ là vô luôn à, gịch xuống các bạn nhóng nhẹ các bạn đầu quay vô gịch xuống nhóng nhẹ quay vô, còn nó táp mà hiểu chúng ra cái thân này nó chúng này kia là nó cứng nó nhã là chuyện đó là chưa sắc lưỡi là không sao, bình thường thì nữa nó sang lại. Mà thường thường nó táp hụt rồi mà các bạn quăng nữa nó không ăn lại thì bỏ nó đi, thì đi đâu câu đi rồi khoảng vài tiếng đồng hồ xong hả lại quăng tiếp, chứ để thôi nó kiểu như nó quen mồi rồi đó, nó không ăn nữa. Với mới táp này đau răng chết, ăn nữa rồi ăn rồi những con như thế này các bạn, nó con nào nó có độc, nó có gập sẵn vậy, cái mình gập sẵn cho mình ở đây nè, cái chỗ sông nồng á, trời tối luôn ta, cái chỗ sông nồng gập sẵn cho mình đó. Ok, như mấy con này nó gập sẵn cho mình là ok luôn nè các bạn, cho mấy này để sông nồng nha các bạn ơi đó, phải để ý quan trọng lắm á các bạn, nếu mà chỗ nào cao trống này nó không có cỏ rác thì các bạn cứ thổi gắn sông nồng lên đây để cho nó bơi luôn, cá táp dễ sốc. Còn chỗ nào có cỏ thì mình gắn vô mà lấy lưỡi lam á, cái nào nó cứng quá nên lam mình dọc lặn trên, nhưng cầm thân dễ sập là bóp nhẹ sập đó, nó dễ dính chưa. Khi các bạn mua mấy cái con này về mà về mà không để ý á, không để ý chưa cắt cái vỏ này ra rồi nó cứ nhắc cứng cầu mà đâu có sụp lưỡi được đâu, cá táp cỡ nào cũng dính vậy, nhật đi theo mình nó bị rồi, bị sảy mấy con là dù vậy thôi, không để ý xong nằm á, quan trọng để ý xong nằm á. Rồi thì mấy cái này thì nó hư lưỡi sư hư xong nồng thì mình thay lưỡi thay xong nồng thôi đó, mình ở đây nghiêng như các bạn thấy không, mình chế lại nè, mình lấy cọng dây chỉ hoặc bơ vậy mình cột xong nồng lại đừng cho nó chạy, để cố định luôn đó, cho mình dán cây giám sát vô đó, rồi nè đó, mình chẻ vừa hết luôn nha, đắp nhẹ sụp về mình chơi nữa cái coi chế lại nha các bạn ơi, chứ đừng có người ta bán nguyên phi cho mình vậy thôi, về chế lại cái nào nhảy nhất thì mình chơi. Con coi cái thông quan trọng nhảy phải coi trong nọc, con này độ giờ lưỡi nó dễ sụp thì mình mới cá đám dễ dính được. Như mấy con nào trong hộp dung đồng bán thì mình gần đều lấy ra cắt sẵn cho các bạn hết á, còn chưa có cuộc cột cái này nha, còn cột cái nồng lại cứng thì nếu các bạn về chơi tự coi tự cột nha, kia mình cột sẵn với các bạn nói bán đồ cũ này nó chết luôn á. Chứ còn như mấy cái con trong hộp cứng ngắt này người ta chưa có cắt trên nha, người ta chưa có cắt lấy để làm cắt lần ở trên để cho lưỡi sụp nha, còn bạn về bạn coi bằng canh cắt nha, chứ trong hộp này giờ tháo ra ôm xô luôn á, ôm xô tốn tiền rồi nó không cho đi câu nữa, đi câu tốn biết nhiêu tiền luôn, tốn nữa là chết luôn á, chứ là giờ mình tháo ra hộp này ra rồi bán chai nữa. Thôi giờ kết thúc tại lý ta tối thù rồi, chị hồi tối thui đi kìa, đưa lên hết con hết luôn rồi đó, nhưng mà nhảy rồi đi đó. Bây giờ chia sẻ với bạn như vậy đó, quan trọng đi vết xanh này nọ, còn đi quen rồi phải câu quen rồi phải quan trọng là coi cái lưỡi xong nào mình lại nha, cho tắt dễ sóc dễ dính cá nha. Còn giờ là thôi đi vô đi, tới giờ chiều rồi cho con ăn uống nữa, tắm rửa cho con cái nè, rồi bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại ở tiếp theo nha, bye bye nhà nha, chúc mọi người.
chào mọi người, những cái gì em gia đình. Chào, bye bye.